Chàng trai thuộc họ Trần cầm một chiếc bát đen được cho là vật không tầm thường lên khán đài nhờ chuyên gia thẩm định và định giá cho món đồ. Thế nhưng vừa mới đặt chiếc bát xuống để mọi người chiêm ngưỡng và đánh giá thì cả trường quay đồng loạt cười lên. Có lẽ vì vẻ ngoài của chiếc bát quá tầm thường, còn đen đúa, dơ bẩn, nên nhiều khán giả nói đùa với nhau rằng, đây có phải là bảo vật của cái bang truyền lại hay không? Trước lời ví von không mấy hay ho của khán giả, chàng trai sầm mặt, có chút không vui. Người dẫn chương trình đánh tan bầu không khí ngượng nghịu bằng cách mời anh giới thiệu về chiếc bát của mình. Trần nói, đây có thể chỉ là cái bát bình thường, nhưng không hiểu sao nó đã xuất hiện ở nhà tôi nhiều năm, trải qua nhiều thế hệ. Bản thân tôi cũng có chút kiến thức về đồ cổ, cũng thường xuyên đi dạo chợ đồ cổ tìm kiếm vật quý báu, nên tôi cho rằng chiếc bát này không hề tầm thường. Nhưng tôi vẫn muốn một lời khẳng định từ phía chuyên gia, nên mới đem cái bát tham gia chương trình. Nói xong, Trần đưa cái bát đen bị ví là bát ăn mày của mình đến trước mặt chuyên gia. Họ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, thế mà đã phát hiện dưới đáy bát có một họa tiết mờ, hay nói đúng hơn là hình dạng một chiếc lá. Chuyên gia đồng loạt nhìn nhau, vì họ cùng nghĩ đến một thủ pháp tạo hình chén bát gốm xứ thời xa xưa. Song tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, phải kiểm tra nhiều bước chuyên môn hơn mới biết được thật giả. Chuyên gia hỏi ý kiến chàng trai họ Trần rằng liệu họ có được phép đổ nước vào bát không. Trần cảm thấy rất khó hiểu trước yêu cầu của chuyên gia nhưng nghĩ rằng chắc chắn họ có dụng ý nào đó nên đã đồng ý. Sau khi đổ nước vào bát, họa tiết hình lá bỗng nhiên sáng lấp lánh, những đường gân và viền lá cũng hiện ra thấy rõ. Hoàn toàn là một chiếc bát đẹp và độc đáo.